Ơi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đập hộp cái gimbal của Five Fayu Tech SPT2. Đây. Đây là cái hộp. Rồi. Rồi hết cái hộp rồi. Mà cái chức năng handheld này là for smartphone à. Cái này là của thằng Trung Quốc, cái này dùng Bluetooth, đây, made in China, giá mua tại tại vì mình kiếm một cái smooth for cái gimbal mà smooth for thì nó mình có ra tới Best Buy mua mà nó không có, đặt hàng thì nó lâu quá, cho nên là bữa mình đi ở bên Atlanta thì mình thấy cái này nên thấy nó cũng ok mua. Giá của nó là 179 đồng cộng thêm thuế nữa là 196, gần 200 đồng. Và mình theo mình thì mình mua là tất cả trên mạng nó bán ở Amazon hay là gì đó. Amazon nó bán cũng là chỉ có 179 đồng thôi, theo thuế. Ok rồi, giờ mình sẽ khui ha, khui cái này sao. Khui thùng nha. Okay. Rồi, hôm nay nó có một cái của Fly Fayu Tech. Cái này là cái ok, Good Sky ha. Good Sky. Cái này nó khác cái kia là sao? Tại vì mình thích nó là nó có thứ nhất là nó có cái gì ta, USB sạc, cắm USB vô tự động sạc, tự động sạc, rồi có cái tai, cái chỗ mà để cắm tai nghe nè, audio nè, USB port nè, rồi cái này là joystick nè, function on off nè. Ok, bây giờ mình bỏ cái hướng dẫn này vô. Mình mua cái này là ở chỗ podcast hub này ở ok, mình sẽ lấy cái này ra, bỏ cái này ra đây. Ok, đây cái này nó có cái có thêm cái đế nữa nè, đế nữa. Cái gì đây, mở lên chút xíu để coi
Ok. Đó, lên lên đây. Nhấp cho em này. Đó. Giờ cũng gắn thử cái điện thoại vô nha. Cái iPhone 6 thử đây. iPhone 6. Mày gắn lên, mở lên thử nha. Đó. Cái chỉnh này. Đó, chỉnh này. Đó, mày có thể để quay để được không? Đây, sát sát vô phần cái gì ha. Đây là chụp hình nè. Mouse nè. Cái này là cần đường cho nó chuyển nè. Cái này để gắn cái dắt tai nghe nè. Cái này là để chỉnh nè. USB cái này cắm tai nghe, cái điều chỉnh chưa tắt này. Turn on
vậy được ba chăm sóc đó. USB ở phía trên, USB USB là cái cắm sạc ấy. USB để cắm sạc vô. Đây này á, mình cắm cho tất cả các loại loại máy mình gọi thì hôm trước mình đứng cái Sport 4 thì nó chỉ có giá 519 đô thôi. Sau khi mình đi mà không có mình thấy cái này ok hơn này luôn. Rồi mình sẽ xài thử xem là nó đúng như thế nào. Mình thấy là thấy nó tuyệt vời đó. Chân này cũng cứng rồi. Mình livestream xem ha. Mình sẽ post lên cho mọi người xem liệu là mình sẽ thích cái video này hay là như thế nào. Và cái mình đã bán được cái gimbal SP G2 của phần Fly Fusion Tech Trung Quốc là 100 ok các bạn, giờ mình gắn vô cái gimbal ha, mình thử ha. Thử đi qua đi lại cho nó lắc sao, tắt lắc tới lắc luôn nè, lắc tới lắc luôn nè, lên xuống nè, đó, lên xuống nè, đó, xuống nè, đó, thử
tay gọi là mình chuẩn dùng rất là dễ. Các bạn có thể dùng hai cái nút, một cái nút tròn trên trên và cái nút tròn dưới bên này thì ok hết. Ok, mình thấy hiện tại là dùng đang rất là tiện. Mình sẽ quay tiếp mấy cái video tiếp theo bằng cái gimbal này ha, để chia sẻ cho mọi người xem. Rồi mình test thử sơ sơ ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Nếu quý vị thấy những cái video của mình làm có hữu ích thì vui lòng nhấn subscribe để đón nhận các video mới, và like và share cho mọi người cùng xem. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào cả nhà.